Xin chào, mình tên là Kim Huỳnh. Công việc chính hiện tại của mình là giáo viên, đồng thời cũng là một huấn luyện viên cá nhân. Và đây là... Hello, con tên là Sasa, con 5 tuổi. Thì là một phụ nữ có gia đình thì chúng ta thường dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm sức khỏe của mỗi thành viên. Bên cạnh những cái bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng thì vẫn chưa đủ để duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh và bền cho cả nhà, đúng không cả mọi người? Thì tùy theo độ tuổi thì mình cần phải bổ sung những cái dưỡng chất phù hợp thiết yếu cho mỗi một cái giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên có một cái nhân tố mà hầu như ai cũng cần phải có hết, cũng cần phải bổ sung hết, cho dù là ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, để xây dựng một cái hàng rào vững chắc chống lại những cái tác nhân gây bệnh, đó chính là kháng thể, cực kỳ quan trọng luôn. Và kháng thể sẽ giúp tăng cường sức đề kháng này, nâng cao hệ miễn dịch, và đặc biệt là kháng thể IgG được giới thiệu thì từ ngày mình bổ sung thực phẩm chứa sữa non Alpha Lipid Flyfly thì mình cảm thấy là sức khỏe của cả nhà mình cảm thấy là tốt hơn hẳn luôn. Với kháng thể IgG từ sữa non của bò thì sức đề kháng của bé cũng cải thiện hẳn nè, bớt những mụn vặt nè, và đồng thời là cái sản phẩm này mình cũng có biếu tặng ông bà, và khi ông bà sử dụng thì cũng có chia sẻ lại là cảm thấy cái vấn đề xương khớp thì cải thiện hơn, bởi vì trong sản phẩm là có chứa canxi nè, lợi khuẩn rất tốt cho sức khỏe luôn. Thực phẩm bổ sung Alpha Flipid Flyfly bổ sung rất nhiều kháng thể immunoglobulin với con số lên đến hơn 300mg cho 16g sữa. Kháng thể IgG giúp nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại những cái tác nhân gây bệnh. Sức khỏe thì cũng chuyển biến rõ rệt hơn, giảm ho nè, cảm mạch nè, hệ tiêu hóa của cả nhà cũng tốt hơn, không còn bị rối loạn tiêu hóa nữa. Hệ miễn dịch đó chính là một bác sĩ tốt nhất của cơ thể. Khi hệ miễn dịch được nâng cao thì sức khỏe của cả nhà cũng sẽ được đảm bảo. Uống bữa sáng kháng thể đã trở thành thói quen đầy niềm vui của gia đình Huỳnh vào một buổi sáng. Lắc sữa rất thú vị, mà cả nhà còn được bảo vệ sức khỏe toàn diện khi dùng Alpha Lipid Flyfly thường xuyên nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng uống thôi. Đây là bữa sáng kháng thể của Sasa. 1, 2, 3 Thơm ngon không? Thơm ngon, vui. Alpha Flipid Flyfly, đây là một dinh dưỡng miễn dịch rất tốt từ New Zealand, bổ sung một cái nguồn kháng thể từ sữa non cao cấp. Vì sức khỏe cả nhà hãy cùng bổ sung thực phẩm có chứa kháng thể IgG càng sớm càng tốt nhé. Bữa sáng